Rồi xin chào các anh em, hôm nay đẹp trời, mình nhận tool stage 1 cho chiếc Mitsubishi Mirage máy 1.2 số sàn. Thì gói tool này chỉ đơn giản là mình sẽ remap lại phần mềm của ECU thôi ha. Thì xe đã được setup lên trên dyno hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành chạy đo thông số tải bánh của xe zin, rồi sau đó chúng ta sẽ đọc map ra, tinh chỉnh lại, nạp vô, rồi chạy dyno lại để đánh giá hiệu quả của cái gói tool. Rồi chúng ta vào việc thôi. Sau khi chạy dyno xong thì bây giờ là bước đọc cái map zin ra, nhất là để sao lưu lại theo đúng tên của khách hàng, biển số xe, số vin, phục vụ cho mục đích là mai mốt cần về zin hay là gì đó thì về zin sẽ chính xác, tránh trường hợp là bóc file của xe này đổ qua xe khác. Rồi thứ hai nữa là mình sẽ tinh chỉnh trên cái nền file zin đó, rồi sau đó sẽ nạp lại vào xe ha. Rồi sau khi mình đọc map và tool xong, ghi vào ECU xong thì bây giờ là mình sẽ chạy lại dyno để xem hiệu quả của cái gói remap ha. Thì đây là kết quả sau khi tuôn chiếc Mitsubishi Mirage 1.2 MT nha các bạn. Thì thông số zin là đo tại bánh là 64.6 mã tại 6.500 vòng phút. Sau khi tuôn là 78.8 mã tại 5.900 vòng phút. Nó vào sớm hơn rất là nhiều ha. Và moment xoắn thì từ 84 lên 95 Nm và tăng khoảng 11 Nm tại bánh ha. Còn công suất thì tăng 14.4 mã. Rồi đây là kết quả nha cả nhà. Lý do vì sao nó sẽ tuôn được lên cao như vậy, vì nhất là đây là hộp số sàn thì cái tỷ lệ hao phí qua hộp số chuyển động nó sẽ thấp hơn các cái xe số tự động, nên là việc tuôn cùng một cái công thức, nhưng mà xe số sàn có thể sẽ cho ra mã lực tải bánh cao hơn số tự động một chút, bởi vì hao phí nó ít hơn. Đó. Rồi các bạn nhớ like và subscribe channel của Basio Tuning để xem nhiều clip về độ xe hơn nha. Cảm ơn cả nhà.